Cái này tôi không phải là nói ông để gọi là chỉ cách rã đông, tôi không nói. Chứ sao? Tại vì cái miếng thịt này là miếng thịt nó rã đông 3 lần rồi. Kỳ á, người ta kêu là thịt đã rã đông là ăn luôn, không được, không được rã đông lại đâu. Tại vì biết sao không? Tại vì chiều tôi đi gọi là vô tôi lục trong tủ á, thì tôi muốn ăn cái gì thì tôi đem ra tôi rã đông. Là vợ tôi mới mới đâu nói gì vấn đề gì mà gọi là có đồ này đồ ăn kia đâu. Cái tôi vô tôi thèm thịt này gọi là luộc cuốn bánh tráng chấm với Ok. mắm cái đó. Thì tôi đem ra tôi rã đông, cái thịt vợ nó kêu: "Anh ơi, anh có mua cho anh được một tô bún kìa." Thì cái đem nhét lại. Mà ba lần như vậy á, giờ ông thấy thịt nó nhìn nó khô rang rồi đó không? Thì đúng rồi, banh thành miếng thịt rồi. À. Ê, ông có cách nào mà xử lý không? Nghĩa là ví dụ như một miếng thịt mà gọi là ông đã đông á, một lần thì ông thấy cảm giác Thịt đã cái độ, tái rồi, đúng rồi, cái độ ngon của nó giảm hết bao nhiêu phần trăm mà đúng nó không? tái tái nhất rồi Mà giảm 3 lần như vậy thì tính ra thì nó là cho 50 đi. nó giống như nhạt nhách luôn á, nó không còn đỏ tươi như lúc ban đầu nữa đâu. Ừ, vậy ông có cách nào làm cho nó thịt nó tươi ngon với lại không? Chỉ có một cái mẹo thôi, tươi ngon thì không tươi ngon nhưng mà nó cũng cho anh phần nào đó. Nói chung anh cứ thử xem sao. Đây là cái mẹo để giúp cho anh làm cho thịt rã đông nó tươi trở lại Đùn cái này giống như xác ướp á. theo đúng cái nguyên lý. Như mọi người biết là khi mọi người mua một cục thịt heo về thì chắc cú thịt của nó rất là đỏ, rất là tươi, mọi người ăn không hết, mọi người mang bỏ như đông như thế này. Sau khi mọi người đã đông ra thì 100% mọi người sẽ thấy đập vô mắt đầu tiên đó là nhạt, nó Màu tái không đi. màu tái đến, không tươi nữa. Đúng. Vậy làm sao chúng ta có thể xử lý được nó? Thì đầu tiên anh cứ đã đông như bình thường đi. Tôi rã tự nhiên luôn nha. Đúng rồi, Ok. anh đã đông bình thường đi, em chia sẻ cho. Và cái sau khi đã đông nè, rồi anh lấy củ gừng á, anh giã ra. Giả gần ra. Tại vì cái thịt này á nó không còn tươi thì chắc cú nó sẽ nghe một cái mùi hơi hơi nhẹ nhẹ. Xong cái dạo cái này phải ăn liền nha. Chứ không 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 được. có đông lạnh nữa, đông Không lạnh đông đông lạnh lạnh nữa là là dục đi luôn luôn á. á. Giả đúng không? Rồi. Với cái mẹo này đó, nó sẽ giúp cho đồ rã đông của mọi người á không còn cái mùi hôi theo kiểu là rã đông. Tại vì mọi người cũng biết là thịt rã đông á nó sẽ có một mùi hôi đặc trưng của thịt rã đông, nó sẽ không có thơm giống như cái mùi thịt tươi. Cho nên mọi người xài cái mẹo này nó rất là hợp lý luôn. Nó giúp khử cái mùi hôi của thịt rã đông. Pha nước vô đúng không? Pha nước vô. Chi vậy? Anh đổ vô luôn. đổ Sau gì khi đã đông rồi, mọi người sẽ đổ ra. Nhưng mọi người đã đông tầm 80% cũng được rồi, miễn sao ở ngoài nó mềm mềm rồi, ở trong vẫn cứng không sao hết. Mọi người ngâm nước gừng cũng được. đổ lên đó. Biết thành màu đỏ À, cái đó đi. Ê, cái hồi cái nó biến thành cái màu đỏ. Ê mà ông cảm giác như cái thịt nó kỳ vậy Hả? Anh cứ để Ông thấy cái cảm giác nó tươi ra không? thấy Hả? anh cứ để cho nó đã đông nốt đi. Tại vì cái cục thịt này mới đã đông được có 70% mà bên trong nó vẫn còn đang cứng, dù gì anh cũng đã đông nữa mà, thì anh cứ để đã đông như bình thường đi, tí cho mọi người coi luôn. Mình ngâm 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 nước đường luôn đấy hả? Ngâm nước đường cho đã đông nốt luôn đi. Đủ em nhìn ra. Rồi mọi người chờ xíu nha. Đó, anh xem nè. Đồ. Ê ông thấy nó, ông thấy cảm giác cái thịt nó hồng hào lại không ta? Thấy mà. À, tôi hiểu rồi, biết sao không? À. Gừng nó có một vị nóng. Nó Với làm. lại nó khử cái mùi rất là hay luôn. Ê con à. Này nó tái bầm đen luôn á. Đúng rồi. Thì cái này là cái miếng thịt 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 thịt. Thịt rã 3 ngày, rã 3 lần. Rã ba đời ba lần. Thì nó là như thế này đó, tuyệt vời rồi. Nếu mà thịt anh rã một lần thì nó sẽ màu đẹp hơn. Hả? Đó, đây là thực tế chia sẻ mọi người nha. Đây là cách đơn giản để giúp mọi người khử cái mùi hôi đặc trưng của đồ đã đông. Và thứ hai á, làm cho thịt nó tươi lên. Thì mọi người nên rã đông bằng nước gừng á. Ok. Chù. Ok, nhớ đăng ký bật chuông nha. Hẹn gặp lại tất cả clip sau.